Hey, xin chào tất cả các em, các thành viên của đồng thi công chức của các địa phương và các bộ ngành. Xin mời các em vào lớp để cùng thầy chúng ta ôn tập nội dung của các bạn thi vị trí công chức ở Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh với văn bản của chương trình hành động số 38 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với các câu hỏi trọng tâm như sau. Ở câu hỏi số 1, anh chị hãy cho biết các mục tiêu về việc xây dựng giai cấp công nhân của thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần của chương trình hành động số 38 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Trên cơ sở đánh giá những cái kết quả đạt được trong công tác về xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân tại thành phố cũng như chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng đội ngũ công nhân thành phố nhưng mà chưa đáp ứng được yêu cầu về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hay là những cái nội dung về trong việc thiếu những cán bộ quản lý giỏi, các lực lượng công nhân lành nghề, đặc biệt là với công nhân ở lĩnh vực cao, và nó xuất phát luận đã chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu cho những tồn tại hạn chế yếu kém, đó là việc chúng ta các cấp ủy chưa có nhận thức sâu sắc đầy đủ trong việc xây dựng giai cấp công nhân, chưa tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đúng mức hay là giải quyết các vấn đề bức xúc của giai cấp công nhân. Trên cơ sở những đánh giá toàn diện như vậy thì Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết số 38 chương trình hành động số 38, trong đó thì chỉ ra đưa ra các mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới để phục vụ cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh hiện đại với các nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, về mục tiêu để xây dựng giai cấp công nhân đến 2020 bao gồm các mục tiêu sau đây, đó là việc xây dựng giai cấp công nhân thành phố lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc, nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước, có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết hợp tác quốc tế, giai cấp công nhân thành phố ngày càng được trí thức hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh hiện đại, một trung tâm lớn về nhiều mặt của đất nước và có tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nòng cốt trong khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đa số các doanh nghiệp đều có tổ chức cơ sở đảng, công đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. Đây là những cái mục tiêu rất rõ đến mốc 120 cho việc xây dựng giai công nhân. Tiếp theo là mục tiêu về thực hiện đến 2010, đó là phấn đấu thực hiện quyết liệt nhằm đạt kết quả cao trong các lĩnh vực cụ thể sau đây. Một là tạo được những tiến bộ rõ rệt về công tác đào tạo, nhất là đào tạo nghề và tập trung đối với ngành kinh tế mũi nhọn như cơ khí chế tạo, điện tử viễn thông, tin học, công nghiệp hóa chất và dược phẩm, chế biến lương thực thực phẩm, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của sản xuất công nghiệp, phát triển công nghiệp, công nghệ cao. Hai là tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc của công nhân về việc làm và thu nhập, nhà ở, điều kiện chăm sóc sức khỏe, cơ sở nuôi dạy trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm chính sách pháp luật của các doanh nghiệp và người sử dụng lao động đối với người lao động. Ba là xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngưng việc trái pháp luật. Bốn là xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng chính trị và phương thức tổ chức học tập phù hợp với trình độ, điều kiện làm việc của công nhân nhằm nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, xây dựng một số lực mạnh cho công nhân, nhất là công nhân trẻ. Năm là tăng tỷ lệ đảng viên là công nhân trên 20% tổng số đảng viên kết nạp hàng năm, chú ý công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân trong các lĩnh vực ngành mũi nhọn, công nhân nữ, công nhân trẻ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công nhân ưu tú trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, phấn đấu thành lập tổ chức đảng trong 100% doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, 50% tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân có từ 500 công nhân trở lên, thành lập tổ chức công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện, phấn đấu tăng gấp đôi tổ chức đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp so với hiện nay, nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong các loại hình doanh nghiệp. Đó là toàn bộ các mục tiêu
về việc xây dựng nhà công nhân đến năm 2020 và mục tiêu đến năm 2010 trong chương trình hành động số 38 của Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy các bài trên đây là những mục tiêu về xây dựng nhà công nhân được ban hành trong chương trình hành động số 38 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là những quy định rất là rõ được Liên đoàn Lao động Thành phố xác định thông qua thực hiện các nội dung về mục tiêu xây dựng nhà công nhân trong giai đoạn 2010 và đến 2020, làm cơ sở cho các công đoàn cơ sở cấp quận, huyện, thành phố đấy thực hiện theo các nội dung thực hiện xây dựng giai cấp công nhân đạt được các mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn, ta nhớ giai đoạn 2010-2020, đúng không ạ? Và trong thực tế, trong thời gian triển khai, chúng ta thấy những nội đã được thực hiện rồi, thì ta thấy đã đạt những kết quả rất là tốt về công tác đào tạo, rồi liên quan đến cái việc kết nạp đảng viên, về tỷ lệ mà đảng viên là công nhân trên 200% đã hoàn thành các chỉ tiêu rất là rõ rồi, thành lập các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức cơ sở đảng cho các doanh nghiệp cổ phần của nhà nước, hay là liên quan tổ chức đảng cho các doanh nghiệp nhân, chúng ta Liên đoàn thành phố đã tổ chức và quán triệt cho các cấp công đoàn cơ sở, cấp quận, huyện thực hiện tốt các cái nhiệm vụ nội dung trong mục tiêu đề ra trong chương trình hành động số 38 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Em nhận được xong trong câu hỏi số 1. Ta đi vào câu hỏi số 2. Đó là anh chị hãy trình bày về các nhiệm vụ giải pháp về việc xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần của chương trình hành động số 38 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghị quyết số 20 của kỳ thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ở thời kỳ mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước. Thì chúng ta trả lời như sau. Trên cơ sở đánh giá những thực tiễn về hoạt động công tác công đoàn, về việc xây dựng lực lượng giai cấp công nhân của Thành phố Hồ Chí Minh, thì Liên đoàn Lao động Thành phố đã đưa ra những đánh giá khách quan về những kết quả, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trong các xây dựng lực lượng giai cấp công nhân tại thành phố, đồng thời đưa ra các cái mục tiêu cụ thể để thực hiện, để hoàn thành tốt các mục tiêu được đưa ra trong giai đoạn 2010-2020. Thì trong chương trình hành động số 38 của Liên đoàn thành phố đã đưa ra các giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt các nội dung trong mục tiêu về xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cụ thể như sau. Nhiệm vụ giải pháp thứ nhất đó là nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đóng góp phát triển lý luận về giai cấp công nhân thông qua các nội dung là thành phố sẽ tập trung nghiên cứu các cái đề tài, đó là việc xu hướng phát triển giai cấp công nhân thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và giải pháp phát triển đội ngũ công nhân trong các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, rồi các cái đề tài về xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng và đổi mới tổ chức, rồi nội dung phương thức hoạt động của công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Thứ ba là thành phố tập trung nghiên cứu các đề tài về tình hình tranh chấp lao động tập thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các giải pháp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Thì cái này sẽ giao trực tiếp cho Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành đoàn, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong quý 3 năm 2018 và trong thực tế. Thì Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các cấp công đoàn cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các nội dung trong nhiệm vụ giải pháp này, đã hoàn thành các cái đề tài nghiên cứu gắn với về cả xu hướng phát triển giai cấp công nhân thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, rồi xây dựng các tổ chức nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức sở đảng và đề tài về tranh chấp lao động tập thể đã thực hiện tốt trong giai đoạn vừa qua. Nhiệm vụ giải pháp thứ hai về việc xây dựng lực lượng giai cấp công nhân của Thành phố Hồ Chí Minh và nâng cao về trình độ học vấn nghề nghiệp, từng bước trí thức hóa công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ, công nhân xuất thân từ lao động nông nghiệp, công nhân nữ, nhằm phát triển về số lượng và đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý để giai cấp công nhân thành phố có trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có khả năng tiếp thu, làm chủ công nghệ mới, hiện đại, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua việc hoàn thiện hệ thống hướng nghiệp từ bậc học phổ thông để góp phần định hướng đúng đắn về lựa chọn nghề cho thanh niên học sinh, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường bổ túc văn hóa, quy hoạch đẩy mạnh xã hội hóa mạng lưới dạy nghề một cách đồng bộ, qua sự phân bố hợp lý gắn với phát triển ngành lĩnh vực khu công nghiệp, khu chế xuất, đảm bảo 100% công nhân được đào tạo nghề và trên 50% được đào tạo có trình độ tay nghề từ trung cấp trở lên, chú trọng đối với công nhân ưu tú, công nhân mới, tăng cường hoạt động của sàn giao dịch lao động, cung ứng lao động đã hoàn thành hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài,
thành phố đầu tư và bổ sung các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, đầu tư, cơ sở đào tạo nghề và chính sách khuyến khích đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề. Và thông qua việc thực hiện các chính sách biện pháp cụ thể, đó là thành phố sẽ thành lập trung tâm dự báo lao động, góp phần phát triển thị trường lao động, nghiên cứu cấp học bổng toàn phần hoặc một phần để tạo điều kiện cho công nhân học bổ túc văn hóa, học nghề, học đại học và học sau đại học, sẽ quan tâm đến đối tượng là công nhân trẻ, công nhân nữ, công nhân xuất thân từ lao động nông nghiệp. Rồi tổ chức đào tạo trình độ sau đại học gắn với chương trình đào tạo cao cấp cử nhân chính trị dành cho cán bộ đoàn thể xuất thân từ công nhân ưu tú đang lao động tại các doanh nghiệp. Rồi mỗi năm sẽ lựa chọn một số ngành nghề tổ chức hội thi tay nghề cấp thành phố theo chuẩn quốc tế, nâng quy mô chất lượng giải thưởng Tôn Đức Thắng, đó là giải thưởng cấp thành phố, và quan tâm bồi dưỡng cho những công nhân đoạt giải thưởng phấn đấu trở thành anh hùng lao động, cán bộ lãnh đạo quản nhà nước, quản lý doanh nghiệp. Rồi khuyến khích có chính sách cụ thể để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế dành kinh phí và thời gian đào tạo và đào tạo lại công nhân được tính vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Rồi nghiên cứu đầu tư xây dựng một số trường nghề dạy nghề đạt chuẩn chất lượng cao và tiếp tục đầu tư để phát huy cơ sở vật chất, nâng cao dạy về năng lực chất lượng của các trường và trung tâm dạy nghề hiện có của các quận, huyện, đồng thời có các chính sách về đất đai, thuế, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các trường nghề dạy nghề gắn với khu công nghiệp. Thì trong giao công việc ở đây thì thành phố sẽ giao cho ban cán sự đảng ủy nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện, thì chúng ta thấy rất là rõ và trong thực tế trong thời gian vừa qua đã được thành phố cũng như là thông qua hoạt động xây dựng chương trình thì chúng ta thấy đã thực hiện tốt các nhiệm vụ này, nâng cao tỷ lệ đào tạo nghề cho đội ngũ công nhân, đặc biệt công nhân trẻ, rồi công nhân xuất thân từ lao động nông nghiệp, rồi công nhân nữ đã được các cái chỉ tiêu rất là rõ, đảm bảo 100% công nhân được đào tạo nghề, rồi có trên 5% được đào tạo trình độ trung cấp trở lên, rồi ưu tiên các chính sách liên quan đến hỗ trợ cho công nhân đi học bổng, cấp học bổng đấy, rồi thực hiện các cái chính sách về đào tạo của doanh nghiệp sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ của giai cấp công nhân. Rồi cũng đã thành phố đã thành lập trung tâm dự báo lao động góp phần phát triển thị trường lao động, nhận định đánh giá và đưa ra các giải pháp kịp thời hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp, cho công nhân tốt các nắm bắt các cái nhu cầu của vị trí việc làm. Đã thấy trong cái nhiệm vụ giải pháp thứ hai, thay vào nhiệm vụ giải pháp thứ ba đó là nâng cao nhận thức quan điểm về giai cấp công nhân của cho hệ thống chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho đội ngũ công nhân thông qua các công việc đó là các cấp ủy lãnh đạo kiểm tra việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước và chương trình hành động của thành ủy cho cả hệ thống chính trị quán triệt quan điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong mọi chủ trương, chính sách, chương trình hành động, kế hoạch công tác của các cấp ủy chính quyền. Chính quyền các cấp có kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động của thành ủy về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức phổ biến chương trình hành động của thành ủy trong các cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng lao động. Công đoàn các cấp tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình hành động trong hệ thống công đoàn và đến từng cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức. Các cơ quan báo chí thành phố quán triệt quan điểm mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân trong hoạt động của từng cơ quan báo chí, xây dựng chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện nghị quyết số 20 chương trình hành động của thành ủy và có chuyên mục tôn vinh những công nhân ưu tú. Rồi nghiên cứu hoàn thiện chương trình học tập chính trị phổ thông dành cho công nhân, học sinh, sinh viên trường nghề nhằm trang bị kiến thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai công nhân và chủ trương xây dựng giai công nhân Việt Nam lớn mạnh, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống thành phố, tác phong công nghiệp và đức nghề nghiệp, tổ chức các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp dành cho cán bộ đoàn thể và công nhân ưu tú. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây trong cái nội dung nhiệm vụ giải pháp thứ ba về xây dựng lực lượng công nhân của thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức quan điểm về giai công nhân cho hệ thống chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho đội ngũ công nhân. Ta đi tiếp với nhiệm vụ giải pháp thứ tư đó là chăm lo đời sống vật chất văn hóa cho công nhân thông qua việc tổ chức cho việc học tập tìm hiểu pháp luật lao động, luật công đoàn, các chế độ chính sách, tuyên truyền các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho công nhân, đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, thực hiện cơ chế đối thoại thương lượng giữa người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, tăng cường kiểm tra doanh nghiệp thực hiện các chính sách pháp luật đã ban hành, biểu dương doanh nghiệp thực hiện tốt và xử lý nghiêm minh kịp thời hiệu lực các trường hợp vi phạm, rồi quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn lao động, chú trọng chất lượng bữa ăn
giữa ca và đảm bảo về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho cá nhân tập thể. Thông qua việc thực hiện các chính sách biện pháp cụ thể sau đây, một là tiếp tục đầu tư nâng cấp bệnh viện quận, huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi có đông công nhân, có cơ chế liên kết giữa ngành y tế với các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị bệnh cho công nhân kể cả ngoài giờ. Hai là đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các nhà trẻ, trường mẫu giáo nơi có đông công nhân lưu trú, có cơ chế để ngành giáo dục liên kết với các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp tổ chức giữ trẻ là con của công nhân phù hợp với giờ lao động của công nhân. Ba là hàng năm thành phố sẽ dành một tỷ lệ ngân sách hợp lý để xây dựng nhà ở cho công nhân. Trước mắt đầu tư xây dựng một khu lưu trú hoàn chỉnh tại một khu công nghiệp với các khu dịch vụ cần thiết cho công nhân như nhà ở, khu văn hóa, hệ thống thông tin, siêu thị, nơi sinh hoạt của tổ chức đảng, công đoàn, thanh niên phụ nữ. Và chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trọ cho công nhân đảm bảo chất lượng và quy chuẩn của thành phố, khuyến khích các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp xây dựng các loại hình nhà lưu trú, nhà văn hóa lao động, nhà văn hóa thanh niên, câu lạc bộ công nhân, hệ thống truyền thông đại chúng, nơi sinh hoạt của các tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, thanh niên phụ nữ được tính vào giá trị đầu tư và hạch toán chi phí sản xuất, đã thấy các quy định rất là chi tiết, đúng không ạ? 4 là điều chỉnh kế hoạch xây dựng đã được phê duyệt các khu công nghiệp theo hướng giảm đất xây dựng công nghiệp, tăng đất xây dựng nhà lưu trú công nhân và tầng xã hội, đảm bảo xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm môi trường. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa phê duyệt quy hoạch xây dựng phải đảm bảo đất dành cho tái định cư, đất xây dựng khu lưu trú công nhân có đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Theo đi tiếp với nhiệm vụ giải pháp thứ 5 ở đây, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng giai cấp công nhân thông qua nội dung đó là các cấp ủy Đảng tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các đảng bộ và từng cơ sở Đảng có công nhân xây dựng kế hoạch phát triển Đảng trong công nhân, phân công đảng viên làm công tác giáo dục, bồi dưỡng, giác ngộ công nhân ưu tú để phát triển Đảng, có cơ chế chính sách đẩy mạnh việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ ưu tú xuất thân từ công nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, có chính sách động viên về vật chất, khuyến khích về tinh thần đối với đội ngũ cán bộ Đảng ở doanh nghiệp, đảng viên và đoàn viên thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cần chuyển sinh hoạt về tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn nơi làm việc để làm nòng cốt hoạt động xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và vận động công nhân tại doanh nghiệp. Rồi các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết số 20 và chương trình hành động của Thành ủy, tăng cường công tác kiểm tra và chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ công nhân gắn với chiến lược kế hoạch phát triển thành phố, quan tâm đúng mức việc lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng, công đoàn và Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Và định kỳ ở đây sẽ là hàng năm 6 tháng và đột xuất cấp ủy chính quyền, công đoàn tổ chức tiếp xúc đối thoại, lắng nghe ý kiến của công nhân, của cán bộ, đoàn thể tại doanh nghiệp và có các biện pháp giải quyết đến nơi đến chốn. Các cấp công đoàn cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động trực tiếp và chủ yếu, lấy công nhân, viên chức người lao động làm đối tượng hoạt động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lấy hợp pháp chính đáng của công nhân, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là mục tiêu hoạt động. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng các bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố để nâng cao cái việc tập hợp vận động thanh niên, công tác nữ, các công tác nữ công tại các doanh nghiệp rồi các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố và các khu nhà trọ tại địa bàn dân cư. Thông qua các hoạt động cụ thể, đó là việc thực hiện các chính sách, các biện pháp về thực hiện bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp có đông công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố. Kinh phí sẽ do ngân sách đảng bộ thành phố hỗ trợ. Rồi chọn, bồi dưỡng những cán bộ công đoàn phát huy tốt hoặc đưa vào diện quy hoạch cán bộ dài hạn của thành phố. Đó là 5 nhiệm vụ giải pháp rất là cơ bản trong cái việc mà xây dựng đội ngũ công nhân của thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình hành động số 38 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và nó ra cho được liên quan đến liên đoàn thực hiện các nội dung của liên đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Thì thấy rất là rõ.
là phần cái bài trên đây là những nội dung về nhiệm vụ giải pháp về xây dựng đội ngũ lực lượng giai cấp công nhân của thành phố Hồ Chí Minh trên tinh thần của chương trình hành động số 38 ban hành ngày 8/7/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghị quyết số 20 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thì đây là những nhiệm vụ giải pháp rất là quan trọng để cho các cấp các ngành ở thành phố, trong đó là chủ yếu ta thấy trong chủ trì hoạt động đó là Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh triển khai tới các cấp, đúng không ạ, trong việc thực hiện các mục tiêu và các quan điểm thực hiện tốt các nhiệm vụ được đưa ra, đúng không ạ, trong việc xây dựng đội ngũ công nhân và chúng ta thấy phát triển, đúng không ạ, đáp ứng thời kỳ công đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, đúng không ạ, xây dựng năng lực tổ chức lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đổi mới các hoạt động, phương thức hoạt động, rồi nâng cao trình độ học vấn tay nghề của đội ngũ giai cấp công nhân, rồi nâng cao nhận thức quan điểm của giai cấp công nhân cho toàn bộ hệ thống chính trị, rồi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa cho giai cấp công nhân, rồi đặc biệt là tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng các công nhân để đáp ứng với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong tình hình mới của sự nghiệp xây dựng đất nước theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 13. Em nhé, vậy là xong trong toàn bộ hai câu hỏi chính gắn với bộ đề của chương trình hành động số 38 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thực hiện nghị quyết số 20 hội nghị 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thì tôi xin phép kết thúc buổi học trưa này ở đây với nội dung của chương trình hành động số 38. Các em nhé, cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào tất cả các em.